Mùa trái rừng này là anh em mình lại đi sinh tồn mà đuổi bắt đi được. Ba anh em chào mọi người buổi sáng nhá. Bây giờ thì ba anh em hai người sẽ đi thăm Dada mọi người. Bảy Dada. Một anh sẽ lại lán để nấu cơm. Để hôm nay đi kiếm lan mọi người, kiếm lan và kiếm gọi là vô đây kiếm về kiếm một tí đồng về mua sữa cho các con. Đó, bây giờ thôi đi em. Bây giờ hai anh em sẽ đi thăm Bảy Dada mọi người để có món đặc sản rừng núi Tây Nguyên và thưởng thức và có sức leo lây lan mọi người. Đó, ba anh em sẽ tiếp tục hành trình đi kiếm lan. Ban đêm thì anh em sẽ đi săn gà, còn ban ngày thì anh em sẽ đi săn lan nhá mọi người. Bây giờ thì đi theo chân hai anh em nhá. Itamanet xin chào mọi người nhá. Hôm nay thì anh em vừa đi kiếm lan về mọi người. Mà trong này thì đồ nói chung là anh em họ đi qua lại á, không biết là họ đi đường làm gì là họ lấy hết đồ. Bây giờ ba anh em thì không còn gì ăn luôn. Hồi tôi nhưng bây giờ thì để có, tại vì đi kiếm lan mệt rồi mọi người, để có sức để tối lát nữa lại đi săn đi kiếm lan thì sẽ giao nhiệm vụ cho Y Hồi ở đây nấu cơm và hai anh em sẽ đi kiếm canh mọi người, đi kiếm cua và rau. Bây giờ thì mọi người sẽ theo chân hai anh em đi kiếm cua và rau nha. Có rau, rau này là cũng ăn được nha cả nhà, và cua thì khỏi bàn rồi, cua thì ai cũng biết là ăn được. Đấy, bây giờ thì đi theo chân hai anh em mình nhá. Đó, hai anh em sẽ cầm cái này, cái nồi và cái tô để bắt cua với hái rau nha cả nhà. Đấy, đây là rau. Lát nữa anh giới thiệu cho cả nhà mình rau ăn được. Tên gì thì tiếng phổ thông thì bọn mình cũng không nhớ là tên gì. Nhưng mà tiếng nói gì phổ thông, tiếng đồng bào bọn mình còn chưa nhớ nữa mà. Nhưng cái rau này là ăn cực kỳ ngon luôn. Nó có mùi đặc trưng của nó. Bây giờ thì anh em sẽ bắt cua trước rồi hái rau nha cả nhà nhé. Đây là bây giờ thì mình giới thiệu qua sơ qua rau cho cả nhà. Đây nha cả nhà nhé. Đây, sau lưng nó sẽ như thế này. Đó. Rau này là ăn được nha cả nhà. Lát nữa thì anh em mình sẽ phụ nhau bắt. Bây giờ thì anh em bắt cua thôi cả nhà. Tại vì nước đoạn kia là nguồn nước để uống rồi, cho nên là không bắt cua mọi người. Sẽ không bới. Đây. Hoàng đế. Thế là được một con rồi mọi người nha. Thế anh mà lời mới măn cái lời hắn. Tóc. Thế là anh em đã có sản phẩm đầu tiên nha mọi người. Đây phần cua này. Đó, rất chi là to. Cua con này cũng đủ ba người rồi. Lát nữa anh em mình kho hay là nấu canh chua cũng được. Nấu canh chua đi ăn nó đỡ béo. Nè. Nấu canh chua cho nó có sức. Nấu canh chua thì nó đỡ béo cả nhà. Thành ra là mình kho làm mỡ. Thêm mỡ là nó béo lắm, là ăn hai ba con là nói chung là nó cảm giác là béo, nó không muốn ăn nữa. Còn mà mình luộc lên là ăn cực kỳ ngon nhá. Mọi người không biết là thưởng thức kiểu gì, nhưng mà bọn mình thưởng thức là luộc lên này, hoặc là nấu canh chua thì chửi cả, thật sự là hết nước chấm nữa. Mình làm thêm nước chấm nữa, nấu canh chua mà chấm lên thì đấy, hai con. Có nước là có món ăn nhá cả nhà nhá. Đây, mở cái đá này nè. Đấy, có nước này. Đó. Có nước là có cua đó. Đơn giản thôi. Đây, nó đây. Chụp ra. Chụp, nó đang chuẩn bị kẹp tay cả nhà. Mình phải bắt cua này. Chủ chặt càng nó ghê quá. Kẹp là chảy máu luôn cả nhà. Làm cái cách nào đấy nó không kẹp được mình. Mùa này thì nó không như mùa mưa thì
độ ăn nó gọi là mình kiếm độ ăn nó cực kỳ dễ hơn. Còn mùa này thì nó cực kỳ khó hơn nha cả nhà. Tại vì mùa này là gọi là mùa khô. Rau cỏ dại thì cũng khá là khan hiếm nữa. Đây. Đó, nó được một em nha. Quá là quý hóa luôn. Đặc sản rừng núi Tây Nguyên đây cả nhà. Đây. Còn này nhìn thấy nhỏ nhỏ thôi nhưng chắc thịt lắm. Đó, ăn cực kỳ béo luôn nha, béo ngại luôn, nấu canh chua thì. Lát nữa anh em mình lấy kiến vàng này nhỉ. Nấu canh chua hết bài luôn. Bây giờ anh em sẽ bắt nha cả nhà nha. Xong anh em đi kiếm lan cả một ngày vất vả gian nan. Và anh em có bắt cua cả nhà. Và kiến đỏ. Kiến đỏ thì anh em nấu canh chua với cá cơm. Và cua thì giả với đầy đủ gia vị và thêm đậu phụ. Đó, mọi người ăn từng chưa? Rất là ngon nha. Đó, bây giờ thì ba anh em mời cả nhà ăn cơm nha. Bây giờ ba anh em ăn cơm nha. Chúc cả nhà ăn cơm ngon miệng nha. Hello cả nhà. Bọn mình đã đi khám phá tới rừng mới mọi người. Và đi tới đoạn này thì mình có phát hiện có dấu tích con này. Mọi người mà đi rừng á, hay là bị lạc rừng, hay là nói chung là nó phức tạp ở rừng, mọi người cứ theo cách của mình này mà kiếm thức ăn nha mọi người. Đây bây giờ mình sẽ chia sẻ cái dấu vết và để lần cái gọi là những thứ có thể chúng ta làm được và ăn được nè, để cho cả nhà xem này. Đây mọi người, và mình đã đi từ kia sang và đã gặp hàng này. Hàng này thì mình nghi là có con gì. Và đây là mình cho cả nhà mình xem là vết nó đi nha. Bây giờ mình bứt ra cái ổ mối này luôn nhá. Cái ổ mối này là nó chà đi này. Chà vào cái lồng ngực của nó là chà vào đây này. Cho mọi người xem đây. Đó. Mọi người thấy kỹ không? Nó chỉ cần đào đây là có thứ nha. Một là rùa này, hai là nói chung là trồn gì đây. Nói chung là nó sẽ có nha mọi người, do mới luôn. Đây, nó chà lòng ngực của nó vào này. Bây giờ thì mọi người hãy hóng xem thành quả anh em sẽ đào nha. Đó, bây giờ thì anh em sẽ đào đoạn này. Rồi tiếp tục quay cho cả nhà xem nha. Và đào nha. Đào nha. Đào để bây giờ mình dễ soi hơn. Đào rộng sang bên này. Nó cua. Sẽ soi cho cả nhà mình xem. Bây giờ nó đi bên này. Nó cũng hay ở 2-3 con mọi người. Tại vì mùa này thì sắp cháy rừng nữa. Thì nó sẽ chui vào hang. Nhưng mà không biết con gì, nhưng mà chắc chắn là sẽ có con gì trong này. Mọi người hãy xem anh em hái thành quả nha. Tức tắc đảo luôn nha. Tại vì nó cua khó để soi. Đào một tí rồi sẽ đào đón đoạn kia. Cái hang này như là hang nhím hay sao á. Như thế này chỉ có hang nhím thôi. Xuống nền mặt rồi. Hết cờ lại. Đảo luôn. Ủa, đảo bay cái đó nữa. Anh em sẽ soi nó. Lỗ này chắc cũng sâu đó nhỉ. Quá là sâu. Lỗ có thông hơi. Bới ra rồi chúng ta soi. Xem có con gì không nhé.
Lỗ rất là to nha, chui hẳn người vào được luôn á. Hàng đây đây, có cái gì đâu thích tình à? Có tín hiệu không mọi người? Đây đây, cốt ếch đào nữa. Sợ là nó ra buổi sáng thôi. Xong bằng rồi. Xuất lại. Hả? Hello. Bây giờ mọi người thấy cây hoàng nhạn đỏ chót luôn. Quá là đẹp luôn cả nhà. Ê, giời ơi, đẹp như nàng diên ta dáng trần. Đây. Cái này cho mọi người một cây này. Cây này vip này. Đó, cây này thì đang nhú nụ luôn mọi người. Đấy, khá là đẹp luôn. Bây giờ anh em sẽ đéo lấy này cả nhà. Wow, đuổi bắt được sóc luôn nha cả nhà. Quá tuyệt vời luôn. Anh em mình thấy là có món đặc sản rồi. quá là đẹp luôn cả nhà. Này này, nhưng mà cái này thì em xịt BU đấy, giờ nó bạc màu rồi. À. Hồi trước là nó đỏ như này luôn, đẹp như gì. Mình làm cá nhau như này này. Đó, mua thì miếng bạc đóng vô. Cái này xài bao tới đời ông cháu cha luôn. Rất là đẹp mọi người, cầm chỉ cầm like mọi người, đỉnh rồi. À, đỉnh của hàng quý rồi đây. Vân của nó này. Đó. Chưa nhúng nước và chưa làm bị u gì hết á. Mà nhìn nó như thế này mọi người thấy nó quá đã chưa? Cực kỳ đẹp luôn á. Và hôm nay thì anh em đi kiếm lan về, gọi là đi vào rừng kiếm lan kiếm tiền. Đó, lấy lan thì chia sẻ lại cho mọi người. Và hôm nay thì may mắn là được một con sóc cả nhà. Và bây giờ thì anh em sẽ chế biến món thịt sóc rừng cho mọi người cùng thưởng thức nhá. Và chúng ta sẽ nấu bỏ thêm nước rồi nấu canh chua sóc mọi người, đi đuổi bắt luôn á. Tại vì cháy hết rừng là nó chỉ có chạy vào bọng hoặc là leo cây thôi. Đó, anh em sẽ bắt được. Còn bây giờ thì hiện tại mùa mưa là nói gì người thú khác còn chưa chắc thì đã bắt được nó mọi người. Đó, còn mùa khô thì ok luôn, anh em không dám đảm bảo sẽ bắt được nhiều, nhưng mà một hai con thì là sẽ có nha cả nhà nha. Bây giờ hiện tại bây giờ cũng đang mùa mưa này, nhưng mà anh em gặp ngay và nó chui vào bọng á, kịp thấy á cả nhà nên mới được thưởng thức đó, chứ không là còn lâu và khuya nha, mới được nha. Shit, không có canh ăn cơm tối. Tí nữa là anh em shit là phải kiếm cua ăn cả nhà. Đó, may mắn một tí là cua cũng ngon, nói chung là cua cũng có cái món đặc sản của cua. Bây giờ hiện tại thì đang có thịt thì anh em cũng sẽ ăn thịt. Khi nào mà bí quá thì chắc cũng phải đi bới cua mọi người. Đấy, có gì thì ăn nấy thôi, tại vì trong rừng mà. Có gì thì thưởng thức nấy thôi. Đấy, bây giờ thì anh em mình thấy nhiều hôm nay thôi cũng thấy nhiều đây này. Thấy này nhỏ xíu à, băm ra cũng khá là ok ha cả nhà. Bây giờ thì anh em lên đi chế biến thôi. Đây cả nhà, đủ lửa này nó mừng này, chắc tối lát nữa anh em mình lại được gà nhỉ. Đây mọi người đã đầy đủ gia vị nha, cho nó thấm một lúc đã. Là nồi này vừa nóng hồi nãy, bọn mình đã đầy đủ gia vị và gọi là ướp rồi. Ướp thì nó mới thấm và lúc ta xào lên là chín là nó sẽ chín thấm luôn. Chúng ta sẽ OCK ăn ngon luôn nha cả nhà. Đấy, nồi này ok. Bây giờ thì cho dạo ăn. Nhẹ dạo ăn thôi. Đấy. Mấy đồ này thì có dạo ăn cũng đặc biệt. Ơi tê cà phê đấy. Đấy.
cho nó vàng vàng cho ăn luôn nhá cả nhà. Ok rồi đấy. Bây giờ rau ăn là vàng cả nhà. Bây giờ thì bỏ thịt thôi. Nóng quá. Ôi dù. Cái chén này là mọi người do bọn mình nấu với lửa luôn á, cho nên là nó mới đen thui luôn. À, tại vì ở đây là không có đồ trà á, nên là mình rửa là nó không sáng bóng được. Phá mà nè, đứa sai phải. À, phá mà còn. Thế là anh em mình có sức để tối lần nữa đi chinh phục gà rồi đấy. Yeah. Thơm rồi. Phun à? Bọn phun bọn hết bọn bọn thùi. Bây giờ thì chúng ta bỏ nắp thôi. Để tầm 10 phút. 5 phút thôi. 10 phút thì lâu quá, 5 phút. Bỏ nước một tí. Để nó thịt nó nhừ một tí. Chứ chúng cái thịt rừng là nó sẽ dai hơn cả nhà, nhưng mà nó đặc biệt là đặc trưng và ngon lắm. Bây giờ thì mọi người hãy chờ đón thịt chín nha, rồi anh em chúng ta sẽ đánh chiến này. Mình quá xô ơi, quên nồi canh. Nước đâu có cần nước không hay là thôi? Bỏ nước chứ, mình có nước chứ. Cần thôi. À đúng bài luôn cả nhà, đây nhìn cả nhà. Wow. Đúng bài luôn. Bọn thọc nạm bọn say bọn quay động. Đây cả nhà. À, xong vất vả đi kiếm lan về thì anh em cơm trắng này. Đó. Bây giờ ăn để có sức đi kiếm mồi mọi người, đi kiếm để cái sinh nhai. Nói chung là vừa làm video vừa đi kiếm lan. À, ngày thì đi leo lan. Rất là cực khổ luôn anh em. À, tối thì lại đi săn gà và thưởng thức món ẩm thực của rừng núi Tây Nguyên. Và cho cả nhà được biết hệ đến và món ăn của rừng núi Tây Nguyên. Nói chung là cũng rất là bình thường và bình dân. Nhưng mà đối với anh chị xa xỉ gọi là xa thì nó cũng gọi là đặc sản. À, bọn mình thì cũng gọi là đặc sản chứ không phải là người ở đây ai cũng ăn dễ ăn được đâu cả nhà. Bây giờ thì mời cả nhà ăn thịt sóc cùng em nhé. Cùng mấy nha mọi người. Đây. Đó cái miếng này. Mọi người nhìn thấy nó đã chưa? Đấy. Đây. Giờ thì mời cả nhà nhá. Mời mọi người nhá. Ăn cả xương luôn. Ăn trộn với cơm thì hết bài mọi người. Đây, đây da này. À, quá ngon luôn. Thịt. À. Đây. Đến lượt mình thưởng thức nha. Mời cả nhà ăn nha. Mời em luôn. Em cầm đó đi. Ăn hết đấy. Ăn của em nha. À, chỉ tội là không có rượu nhỉ. Tưởng hôm bữa là ở lán là có rượu, ai về thì rượu cũng mất tiêu rồi, cho nên là nếu không là giải mỏi là bây giờ là mỗi người một ly là giải mỏi đúng bài luôn. Sốc bé béo, à. Mỗi cái tội là rừng cây mới mặn. Hài nào liền. Đây cả nhà, đu một nồi cơm luôn. Mệt thế này thì làm một bát thế này luôn nó mới đá cả nhà. Bây giờ thì đây nước canh sốt nha, canh sốt thịt sóc. Xin phép hai anh em nhá.
À, một mình đây. Đồ nước sốt này mọi người. Wow, làm một bát thế này. Nhìn đã chưa mọi người. Wow. Đi làm về mệt mà làm có một chén cơm thế này mọi người. Với thịt sóc, thịt rừng thế này thì nói chung là hết nước chấm luôn á cả nhà. Trộn thành vàng. Đó, bây giờ thì mời cả nhà nhá. Đây. Mời cả nhà nhá. Ăn cơm với ba anh em mình nhá. Cơm nóng, canh nóng. Thêm cơm nóng và thịt sóc, thêm làm gia vị kiểu này nữa, vừa cay vừa mặn mặn mới chắc các bạn ạ. Béo. Béo béo. Đồ. Thật sự là ăn không muốn nghỉ luôn cả nhà. Ai muốn thì cứ biết khâu hay được ạ. Mời mọi người nhá. Làm ăn thật khó, nhưng mà em phải nhường cho anh hơn. Đó, giờ đến lượt mình mời cả nhà nhá. Ngày này mệt quá nói không ra tiếng. Đây. Đây đều đều. Đó. Em ăn không anh ấy món đâu. Đi. Mời cả nhà mình ăn cơm bữa tối cùng anh em mình nha. Cơm nóng quá. À. Sốc, béo. Ngon. Đúng giờ đói luôn. Giờ thèm, giờ muốn ăn. À, bây giờ thì anh em mình cũng ăn cơm thôi mọi người, tại vì cũng đói, tại vì leo lan buổi sáng với lại cái sự độ cao của cây và gió nó rất là làm anh em tốn sức và cái gọi là áp lực luôn á. Bây giờ thì anh em sẽ ăn cơm và nghỉ ngơi để có sức để đi săn gà và chồn nữa mọi người. Bây giờ thì anh em mời cả nhà mình ăn cơm và bây giờ chào tất cả mọi người nha, hẹn mọi người video tiếp theo nha.